Kênh giải trí tổng hợp xin thân mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì hiện tại kênh cũng đang đến nhà của chủ vườn trồng lá dứa nè, nhưng mà cô không có nhà, để mình liên hệ cô để có một số người nó yêu thích trồng á, để ra gặp để mà bàn cụ thể luôn cái giống, con giống để về trồng. Để giờ Sơn đi qua sẽ quay cái vườn lá dứa tiếp tục và trả lời một số câu hỏi trên cái đám lá dứa nha. Thì cái mô hình lá dứa này trồng ở dưới cái đám dừa lâu năm này quý cô chú anh chị các bạn. Đây là cái mô hình hôm rồi là kênh cũng đã quay chia sẻ đăng lên clip rồi, đăng trên YouTube á. Thì sau khi quay và đăng trên YouTube thì có nhiều quý cô chú anh chị các bạn là muốn thấy cái mô hình này khả thi quá, muốn áp dụng để trồng ở vườn của mình á, và có hỏi rất là nhiều câu hỏi. Cho nên ngày hôm nay thì kênh tiếp tục lên đây quay lại cái vườn này và chia sẻ cụ thể hơn những cái câu hỏi để cho quý cô chú anh chị các bạn mà có nhu cầu á, chúng ta trồng á, để chúng ta nắm được cái kỹ thuật. Và đặc biệt là cái chủ vườn này mình nói luôn quý cô chú anh chị các bạn là diện tích đất trồng ở đây là trên 2 hecta nha, rất là rộng, trên 2 hecta đó. Cái đây là cái chủ vườn nhà trồng trên 2 hecta thì vườn thì nó bao quanh rất là rộng, cho nên là kênh cũng không có đi hết tất cả các vườn, nhưng mà quay cụ thể cho quý cô chú chị các bạn thấy được cái diện tích đất trồng là trên 2 hecta. Thấy lá dứa là thích ha, quý cô chú chị các bạn. Chút xíu nữa đây thì kênh sẽ tiếp tục phân tích cụ thể luôn. Đây là cái kỹ thuật này là của chủ vườn và cách trồng và cách chăm sóc và năng suất thì cũng được chủ vườn đã chia sẻ, chứ không phải kênh là nói mà không có cơ sở nghe quý cô chú chị các bạn. Thì quý cô chú anh chị các bạn cũng biết đây là một cái vườn dừa là người ta trồng cách này là rất lâu, là mười mấy hai chục năm rồi. Dừa rất là cao, mỗi cây là mười mấy mét quý cô chú anh chị các bạn. Mình nghĩ mỗi cây là cao khoảng 15 mét xuống mét không. Thì trước đây người ta chỉ trồng dừa này thôi, dừa này là dừa truyền thống hồi xưa, dừa sim hồi xưa chứ không phải là dừa mới bây giờ. Không phải là dừa mới lai, dừa sim xanh, dừa lùng. Cái dừa này là giống dừa truyền thống từ xưa. Và người dân ở đây người ta cũng đã thấy ở dưới đất lúc trước ta để cỏ không à, nhưng mà sau này người ta thấy để cỏ ở dưới cho nên nó không có lợi nhuận, không có giá trị gì kinh tế cả. Giữ ẩm thì cây dừa cũng không cần giữ ẩm, tại cái bóng mát của cây dừa đã mát rồi, cây cỏ cũng lên cũng không có nhiêu á. Cho nên người ta mới nghiên cứu cái mô hình trồng lá dứa ở dưới bóng mát này. Thì cái lá dứa này là quý cô chú anh chị các bạn là loại cây nó thích sống ở trong mát đấy, nó không cần có ánh nắng nó vẫn sống vẫn tươi tốt được. Cho nên là người dân họ áp dụng trồng cây lá dứa này, thứ nhất là che cỏ luôn, là không có cỏ lên. Cái thứ hai là thu lợi nhuận từ cái cây lá dứa này bán ra ngoài thị trường. Đó, nhưng mà mình cũng xin phép quý cô chú anh chị các bạn thì kênh cũng đã tâm sự với chủ vườn rồi. Thì hiện tại bây giờ cái vườn dừa này 2/2 hecta này thì nó thu nhập từ trái dừa nó đang thấp hơn giá trị kinh tế đối với cây lá dứa. Ở chia sẻ cho quý cô chú chị các bạn luôn, có nghĩa lá dứa giờ bán sẽ tiền nhiều hơn dừa như thế này. Thì kênh cũng sơ lược một số cái đặc điểm về cái mô hình này cho quý cô chú chị các bạn xem. Thì kênh cũng đã nói là bây giờ cây lá dứa nó đã có cái tiềm lực kinh tế rất là cao đối với cái hộ gia đình, thì cho nên là cây dừa bây giờ là không sánh lại với cái cây lá dứa. Nhưng mà người dân người ta cũng vẫn trồng dừa bình thường. Đây là những cái cây dừa người dân người ta mới trồng sau đó. Còn những cái dừa cao thì không nói rồi, ta vẫn để ta thu nhập. Tại vì cái bản thân cây lá dứa là nó chịu bóng mát. Thì quý cô chú anh chị các bạn biết tại sao mà cây lá dứa này nó lại mà có cái tiềm lực kinh tế cao mà người dân mà lại thích ta trồng? Thứ nhất, mình nói quý cô chú anh chị các bạn, cây lá dứa nó có cái ưu điểm là dễ trồng. Thứ hai là nó sống trong mát. Cái thứ ba, cây lá dứa chỉ cần 2 tháng bắt đầu chúng ta cắt rồi 2 tháng sau chúng ta cắt tiếp, có nghĩa là cách nhau 60 ngày là chúng ta cắt một lần. Đấy. Mà hiện tại năng suất trên cây lá dứa tại cái mô hình tại cái vườn này luôn. Hỏi mình quay cái clip trước là cái vườn chủ vườn đó trồng lá dứa nó đạt chỉ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn thôi. Còn hiện tại cái vườn này là đạt từ 2 tấn trở lên quý cô chú chị các bạn. Có nghĩa là cái vườn này nó đạt hơn cái vườn trước là 2 tấn trở lên. Thì hiện tại lá dứa nó là cái cây lá dứa rất là phổ biến. Thứ nhất là người ta sử dụng cái lá dứa để sử dụng các loại thực phẩm ăn uống vân vân và vân vân, có nghĩa là cây lá dứa là rất là cây thiết yếu
để cho người dân ta chế biến những cái món ăn, những cái thực phẩm uống. Và đặc biệt nữa là cái cây lá dứa hiện tại thị trường châu Âu, châu Mỹ đang mua tại Việt Nam chúng ta, là những cái cây lá dứa này chúng ta sấy khô rồi chúng ta sẽ xuất qua thị trường châu Âu, châu Mỹ, để ở bên những cái nước đó người ta sẽ về chế biến lại, người ta sẽ chế biến cái tinh bột phục vụ cho vấn đề ăn uống nữa, tiếp tục quý cô chú anh chị các bạn. Cho nên quý cô chú anh chị các bạn biết là cây lá dứa này sẽ không bao giờ mà sợ là không bán ra được nghe quý cô chú anh chị các bạn. Cho nên kênh cũng chia sẻ rất là tận tâm cho quý cô chú anh chị các bạn là áp dụng để trồng ở cái gia đình mình. Tại vì ở mỗi vườn nhà ai cũng có một cái vườn quý cô chú anh chị các bạn, nhưng mà chúng ta để cỏ tùm lum tà la, đúng không? Chúng ta để cỏ tùm lum tà la, chúng ta không biết tận dụng những cái cây lá dứa này chúng ta trồng, chúng ta bán. Nhưng mà tôi bán thì cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao, nó cho thu nhập rất là cao. Nó quý cô chú anh chị các bạn thấy đám lá dứa phía trước mặt quý cô chú anh chị các bạn, đó là đám lá dứa người ta chuẩn bị cắt. Nghĩa là cái giai đoạn này nó có chiều cao từ 6 tấc, có nhiều người thời điểm là 4 tấc, 6 tấc, rồi 8 tấc, tùy theo, rồi người ta đều cắt hết luôn. Hiện tại những cái đám lá dứa phía mặt quý cô chú anh chị các bạn đó là ở cái độ cao cắt từ ở gốc nó lên, cái chỗ mà thời điểm mà cho cắt là đến đọt mình nghĩ khoảng 7 tấc, có những chỗ có thể là 6 tấc. Theo mắt thường mình ước lượng nha quý cô chú anh chị các bạn, tại vì đây mình zoom lại chút xíu cho quý cô chú anh chị các bạn xem nè, rất là tốt. Đó, cái đám bên đó là chuẩn bị cắt được. Và cái nội dung trọng tâm ngày hôm nay kênh lên đây để mà quay, để mà trả lời cho quý cô chú anh chị các bạn đã hỏi trong những cái video clip mà kênh đã quay về cái mô hình lá dứa này, thì ngày hôm nay là kênh sẽ trả lời trực tiếp luôn. Nhiều cô chú anh chị các bạn đã thấy cái mô hình rất khả thi, nhiều cô chú hỏi là vườn nhà tôi bây giờ cỏ rất là nhiều, tại hồi xưa giờ là chúng đâu có trồng gì, thứ nhất là người ta xịt, ngày thứ hai là ta cắt cỏ, người ta chỉ giữ ẩm thôi, làm tạo cái cảnh quan ở cái vườn thì cho nó đẹp thôi. Nhưng bây giờ ta muốn trồng ta sẽ làm như thế nào, thì mình nói quý cô chú anh chị các bạn luôn, ở đây có nhiều cách lắm. Cái cách mà muốn trồng lá dứa thì bây giờ là quý cô chú anh chị các bạn là cái chủ vườn này đều có con giống để bán cung ứng thị trường, có con giống để cung ứng thị trường nha quý cô chú anh chị các bạn. Quý cô chú anh chị các bạn ở tỉnh thành nào mà có nhu cầu mua lá dứa, thứ nhất về đây quý cô chú anh chị các bạn tham quan mô hình này, cái thứ hai quý cô chú anh chị các bạn không đi được thì các bạn sẽ đặt số lượng lá dứa, cây con lá dứa giống á, thì kênh sẽ hỗ trợ cùng với gia đình để mà bán cho quý cô chú anh chị các bạn. Mình cũng chia sẻ thật là mình cũng không có lợi nhuận là mình mua đi bán lại gì đâu quý cô chú anh bạn, mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn để các bạn có con giống về trồng trên cái thửa đất của mình để đạt năng suất cao thôi, chứ kênh cũng không có mua bán gì, chủ yếu là phối hợp giữa bạn và gia đình đó cho quý cô chú anh chị các bạn. Thứ hai nữa là cây lá dứa nào quý cô chú anh chị các bạn, nếu mà ở về miền Trung miền Bắc thì quý cô chú anh chị các bạn vẫn mua được, tại bản thân cây lá dứa này nó giống như là một loại rau lan vậy đó, nó rất là dễ trồng, nó héo héo lá thì thật ra đi ngoài nó còn cái cậy là chúng ta trồng được. Cho nên quý cô chú anh chị các bạn cứ yên tâm, tỉnh thành nào trong cả nước cũng chuyển đi được, gửi trên tuyến xe ở trong nước mình thuận lợi nhất là mình cứ việc gửi đó. Mình nói về cái lá dứa mà nó sẽ có cái giống để mà cung ứng cho thị trường nha. Và sau khi quý cô chú anh chị các bạn chúng ta có lá dứa giống thì trước khi chúng ta trồng á, thì trên cái vườn chúng ta giờ cỏ rất là nhiều, đúng không quý cô chú anh chị các bạn? Thì thứ nhất thì quý cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ phun thuốc diệt cỏ cho nó chết đi. Nếu mà cái vườn mới thì chúng ta phun thuốc diệt cỏ cho nó chết. Thì hiện tại thì quý cô chú anh chị các bạn như những cái vườn này nó trồng cây ăn trái nè. Thì bây giờ bản thân ở dưới nó có cỏ nè. Hiện tại lá dứa nó đang đặt rồi, mình nói ví dụ đây là cỏ. Thì quý cô chú anh chị các bạn chúng ta mua thuốc ra ngoài chỗ thuốc bảo vệ thực vật, chúng ta mua thuốc, chúng ta xịt. Xịt cho nó chết. Mà nói khuyến khích quý cô chú anh chị các bạn á, là chúng ta mua thuốc loại mà thuốc mà diệt cỏ mới bây giờ. Hiện tại thì rao những cái tiệm thuốc từ sau thì người ta sẽ chỉ cho quý cô chú anh chị các bạn, chúng ta mua loại thuốc xịt để cho cây cỏ nó ngộ độc nó chết, còn không có ảnh hưởng cho những cái cây ăn trái xung quanh nha. Có một chị ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng đã hỏi mình vấn đề này. Ngày hôm nay cũng chia sẻ với chị Chính biết luôn là chúng ta cứ xịt thuốc diệt cỏ không ảnh hưởng từ cây dừa, cây mít, cây mãng cầu, cây cam, cây bưởi luôn. Nó quý cô chú anh chị các bạn, chúng ta cứ xịt bình thường
Đây là loại thuốc này mà người ta chế ra chỉ là cây cỏ nó bị ngộ độc thôi, còn những cây khác không ảnh hưởng gì từ bản thân năng suất và cả bộ rễ của những cái cây ăn trái đó. Đó là cũng chia sẻ với cô chú anh chị các bạn, chúng ta ra tiệm thuốc chúng ta mua và chúng ta nói. Tại vì những loại thuốc diệt cỏ mới bây giờ là nó chỉ ngộ độc rồi cây cỏ nó chết thôi, xịt mấy ngày 3-4 ngày nó mới chết. Nó không có tính chất lưu dẫn nha. Nó không có tính chất lưu dẫn, cho nên quý cô chú anh chị các bạn cứ yên tâm cái bộ rễ và năng suất của cái cây hiện tại ở trên cái clip của mình, trên cái mương của mình á. Sau khi quý cô chú anh chị các bạn cải tạo đất thì không cần phải lên clip, vì quý cô chú anh chị các bạn cây cây lá dứa này giống như cây cỏ, cây rau lan, chúng ta trồng một cách thoải mái luôn. Chúng ta trồng một cách thoải mái luôn. Nếu mà chúng ta lên luống nhỏ nhỏ thì đẹp cũng được, còn không lên luống cũng được. Mình lấy ví dụ ở mô hình ở đây, hiện tại người ta không có lên luống luôn nè. Để Sơn sẽ giá cái chân lời sẽ giới thiệu quý cô chú anh chị các bạn cụ thể luôn nha. Đây là quý cô chú anh chị các bạn, đây là hiện tại cái clip này là người dân người ta mới trồng cái lá dứa lần đầu tiên luôn. Này là không phải là người ta đã phá ra nha quý cô chú anh chị các bạn, có nghĩa cái clip này trước đây cái mô hình này, ở cái hộ này người ta không trồng, thì bây giờ người ta bắt đầu ta trồng. Thì quý cô chú anh chị các bạn trước khi trồng á, nãy mình cũng đã chia sẻ rồi, thứ nhất chúng ta phải con giống để mình lấy một cái bụi lên đi nè, mình lấy một cái bụi này lên nha, chia sẻ cho quý cô chú anh chị các bạn biết luôn nha. Hiện tại cái lá dứa giống là nó như thế này, nó có vài cọng rễ thôi, như cái cây này nó cũng không có rễ nè, nhưng mà khi chúng ta trồng nó sẽ mọc rễ ra quý cô chú anh chị các bạn, nó rất là dễ. Đây hiện tại thì người dân ở đây ta trồng là mỗi cây là chỉ có 2 tép thôi, có 2 tép duy nhất thôi. Chiều cao của cây lá dứa này, giống này là khoảng 2 tấc, khoảng 3 tấc, quý dân 3 tấc, hơn 3 tấc, mà tính từ ở dưới cái đáy cái gốc nó lên tới cái chốt nên ngọn là khoảng 3 tấc, 3 tấc, hơn 3 tấc quý cô chú anh chị bạn, và có 2 tép. Đây rồi, sau khi chúng ta là trồng nó thì chúng ta cứ lấy cái dao ở đây, mình thấy là đây, mình lấy xa xa chút xíu đi, tại cái góc máy quay một mình cũng khó thấy. Thì người dân ở đây thì đây có 2 tép này. Người ta trồng, người ta lấy có cái dao quý cô chú chị bạn, người ta chỉ cần sắn xuống một cái xuống sống xong rồi, người ta để vô xong cái là xong đó. Và hiện tại mình cũng chia sẻ quý cô chú chị bạn luôn, người dân ở đây đang trồng cái giãn cách giữa bụi này qua bụi kia đó. Hiện tại chỗ này là 2 tấc nè, 2 tấc, có chỗ người ta trồng khoảng 3 tấc luôn quý cô chú chị bạn, nhưng mà ở đây mình thấy là trồng 2 tấc, 2 tấc trên bụi, cách bụi vuông vứt với nhau, nghĩa là hơi ngẫu hứng, mà có chỗ 2 tấc, có chỗ 2 tấc rưỡi, chỗ 3 tấc, nhưng mà chung quy lại thì khoảng chừng 2 tấc đến 2 tấc rưỡi đến 3 tấc là lại được quý cô chú các bạn. Tại 21 chúng ta trồng mà nó dày quá thì sau này á, nó dày quá thì cái năng suất nó cây nó nhỏ hơn, nó không ngon. Mà chúng ta trồng thưa hơn, chúng mốt cái cây nó nở bự hơn thì cái là nó có trọng lượng, tỷ lệ cái số lượng ký sẽ nặng hơn. Cho nên là chia sẻ với cô chú chị bạn cách trồng cây từ 2 đến 3 tấc giãn cách cây cách cây nha. Đó, quý cô chú chị các bạn đã thấy chính xác chưa? Cây cách cây khoảng 3 tấc. Hiện tại này cây lá dứa người ta mới trồng quý cô chú chị các bạn, nó chưa có ra rễ. Đây là mình lại cận cảnh luôn quý cô chú chị các bạn nè. Nó đơm ra 1-2 rễ nè. Mình nhổ lên xong mình dâm trở lại cho người ta nha. Đó. Hiện tại thì ở đây cung cấp giống luôn nha cho quý cô chú chứ anh chị các bạn trồng. Thì giãn cách thì cây cách cây nó có 2 đến 3 tấc. Là quý cô chú chị các bạn thấy đó. Ở đây thì người ta không có mua, tại đây nguyên cái vườn lá dứa người ta mà người ta nhổ ra người ta trồng. Nhưng mà con giống thì người ta phải bán. Hiện tại là con giống bán giá rẻ hơn là giá sản phẩm từ cây dứa thôi quý cô chú chị bạn. Nếu chúng ta bán dứa để mà tiêu dùng á, ăn uống á, hoặc là chế biến thì sẽ mắc hơn, còn cây giống thì sẽ rẻ hơn. Còn giá cả để hỏi lại cái chủ nhà coi sao. Tại vì hiện tại cô không có nhà, cô đang đi làm rồi. Thì sau khi chúng ta trồng như vậy nè quý cô chú chị bạn, chúng ta trồng như thế này là cây lá dứa ở trong bóng mát nó rất là xanh. Hiện tại xa nó có 1-2 lá nó bị đổ màu xuống, cái đó là nó không có ảnh hưởng gì cả. Bây giờ nó còn có thân là nó nuôi được. Sau khi chúng ta trồng xong thì chúng ta sẽ tưới giữ ẩm. Hiện tại người dân ở đây họ đang sử dụng là tưới bằng bét phun nha quý cô chú chị các bạn. Theo mình biết thì ống này là ống phi là
Cái này như phi là 27 á, quý cô chú chị các bạn. Đúng rồi, ống là phi 27. Là đường dẫn ở dưới á, đường dẫn ở dưới là 27, còn lên trên là ống 21 quý cô chú chị các bạn, và sử dụng cái bét quay để mà tưới bằng máy, chúng ta không cần tưới bằng tay. Thì tưới như kiểu nào thì không nhất thiết, miễn sao quý cô chú anh chị các bạn giữ ẩm được rồi. Ví dụ là tưới bằng motor, tưới bằng bét quay, tưới bằng thùng, hoặc là tưới bằng máy thả xuống dưới cái clip thì phun lên cũng được, có miễn sao mà cho nó giữ ẩm. Thì hiện tại người ta đang trồng này, quý cô chú chị các bạn thấy nè, ở dưới mặt đất, ở đây là trong bóng mát, đúng không? Trong bóng mát thì bản thân nó đã ẩm rồi, khi chúng ta tưới một lần ở đây nó ướt đẫm luôn nè, ướt đẫm luôn nó, cho nên là cây lá dứa nó dễ mọc rễ ra. Thì hiện tại bắt đầu từ ngày trồng này, quý cô chú chị các bạn, cái lứa đầu tiên á, chúng bắt đầu ta xuống giống như vậy nè, tới trồng á, tại thường thường người ta khoảng 90 ngày người ta mới thu hoạch quý cô chú chị các bạn. Tại cái giai đoạn bắt đầu xuống giống trồng đến thời điểm thu hoạch là 90 ngày người ta mới thu hoạch lần đầu tiên. Tại vì trong cái thời điểm đó là cây nó đang phát triển và nó nở những cái con á, thì chúng ta lúc đó người ta dưỡng dữ lắm, người ta không có thu hoạch liền đâu, ta đợi khoảng 90 ngày. Nhưng mà sau khi chúng ta thu hoạch lứa đầu tiên là 90 ngày thu hoạch, thì đến chuyến thứ hai chúng ta thu hoạch là chỉ cách nhau có 60 ngày thôi. Đó nghĩa là những đợt sau chúng ta chỉ 60 ngày thu hoạch. Và trên cái diện tích này là quý cô chú chị các bạn là một công là 1.000 mét vuông, là thu hoạch từ 2 tấn trở lên. Cho nên cái mô hình này, đám lứa dứa này nó khủng cực kỳ. Nó bên này kênh cũng không đi rộng lắm, nhưng mà nó tốt cực kỳ quý cô chú chị các bạn. Đó, quý cô chú chị các bạn thấy là cây lá dứa này người ta đang trồng, riêng chú Dương này trồng là cam nè, bưởi nè, rồi quýt, rồi dừa, đủ loại luôn. Nhưng mà ở dưới đặc biệt là trồng lá dứa không. Đây là cái đám lá dứa này ta trồng nay cũng được năm mấy, 2 năm rồi quý cô chú chị các bạn. Nhưng mà ta cắt liên tục. Nào, quý cô chú chị các bạn thấy ở dưới nè, đã ghê không? Ướt rượt ở dưới luôn à, ướt lắm, đất mặt đất rất là ẩm nè quý cô chú chị các bạn. Khi mà chúng ta trồng như vậy thì không có cái con nào mà ý cây cỏ nào mà nó chen được hết. Ngon cực kỳ ngon luôn quý cô chú chị các bạn, một khối luôn, xanh lè luôn. Đó, họ vậy mà 1.000 mét vuông thì cắt từ 2 tấn trở lên là đúng không quý cô chú chị các bạn? Cái này mình nói là có cơ sở đàng hoàng nha, do chủ vườn ta cung cấp cực kỳ tốt. Thì lá dứa hiện tại thì người ta bán giá thị trường á, bằng lá này nè, giá thị trường như 90.000 một ký quý cô chú chị các bạn. Nó không có tụt xuống giá 4-5.000 ký nha. Và lá dứa này có lúc thời điểm nó lên 10-20.000 một ký luôn. Mà đặc biệt giờ mùa khô, với cái thời điểm mà người ta xuất khẩu rất là nhiều, cho nên thời điểm đó nó hút hàng ghê lắm, không có đủ hàng để cung ứng thị trường. Cho nên quý cô chú chị các bạn, mình trồng á, thì mình nỗi lo của người dân mình á, thứ nhất là đầu ra. Đầu vào thì dễ rồi, nhưng mà đầu ra thì người ta hay đặt câu hỏi lắm, mình trồng cái đó mình có bán được hay không, bán ở đâu và giá cả thế nào. Cho nên ai cũng hỏi như vậy cả. Cho nên quý cô chú chị các bạn biết nãy phần chia sẻ mình đó, lá dứa hiện tại đang hút hàng, thứ nhất là tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. À, quý cô chú chị các bạn thấy xa là những cái đám dừa trên 2 hecta của người dân ở đây. Thì cái lá dứa này nó quý cô chú chị các bạn này, nó không có bị bệnh nha, nó không có bệnh cái gì hết, đó là chắc chắn 100% luôn, không có bệnh. Nhưng mà nó chỉ có quan ngại hai cái thôi. Cái thứ nhất là con cào cào, nó thấy lá dứa nó thơm nó vô nó búng, đó là con cào cào nha. Cái thứ hai nữa là con chuột nó cũng đi cắn cái cậy. Cho nên trước khi chúng ta trồng, chúng ta nhớ là lâu lâu phun thuốc ngừa cào cào, và thứ hai nữa là chúng ta gài mấy con chuột, đặc biệt những con chuột dừa, những con chuột xuống đây nè, gài nó, chứ thật ra không có bệnh gì hết. Đây là dưới đất là một thảm màu xanh, đó là lá dứa, nó cũng khuyến khích tất cả các bạn chúng ta nên áp dụng cái mô hình này chúng ta trồng để mà là phát triển kinh tế hộ gia đình mình nha. Ngày hôm nay kênh cũng đã chia sẻ rất là tận tâm rồi, thì mong quý cô chú chị các bạn tìm hiểu thêm cụ thể hơn. Rồi nếu quý cô chú chị các bạn muốn tham quan thì chúng ta về đây chúng ta tham quan để chúng ta nghiên cứu cái mô hình để chúng ta trồng. Cái thứ hai, nếu quý cô chú anh chị các bạn xa quá không về được thì cứ liên hệ số điện thoại của kênh, đó là 0988 152 537. Số điện thoại của kênh là 0988 152 537, hoặc là trong những cái phần mô tả hoặc ở trên video clip thì kênh cũng đã để cái số điện thoại trên đó. Quý cô chú anh chị các bạn thì có thể là liên hệ đó, để mà hỗ trợ cho quý cô chú chị các bạn chúng ta tìm hiểu và chúng ta trồng.
khủng khiếp luôn quý cô chú chị các bạn. Để chúng ta bỏ đất không ở dưới tỉ cỏ lên nó không có cái hiệu quả kinh tế, mà chúng ta trồng cái này nó sẽ phát triển hơn. Và những cái bạn nào mà mới có lên clip, chúng ta mới đặt cái cây một thời gian ngắn, mới 1-2 tháng hoặc 1 năm, thì bây giờ chúng ta xịt cỏ chúng ta trồng liền luôn đi, để bỏ dưới phí lắm, cỏ nó lên thì không có hiệu quả gì đâu. Khi chúng ta trồng như vậy thì cỏ nó không có lên, lá dưới nó đã che cỏ hết rồi, và nó có sót 1-2 cọng gì chúng ta nhổ đó. Đây là cái đám lá dứa vườn dừa, nó vẫn có ánh nắng quý cô chú anh chị các bạn, khi mặt trời đứng lên nó vẫn có ánh nắng nó chiếu xuống. Nó đây là vườn dừa lâu năm, mô hình trồng rất khả thi. Đây là địa bàn là xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha quý cô chú anh chị các bạn. Đây là cái xã này thì nó gần ngã ba Trung Lương, cách ngã ba Trung Lương khoảng chừng 4-5 km, và cách cao tốc khoảng cũng là 5-6 km, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, xin lỗi, Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Cho quý cô chú anh chị các bạn chúng ta biết đây là vị trí xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi ngày hôm nay Cương đã quay chia sẻ rất cụ thể để cho quý cô chú anh chị các bạn tìm hiểu thêm về cái thực và cái cách trồng nha, để đạt hiệu quả kinh tế cao. Rồi Cương xin trân trọng kính chào ạ.